Dạ em chào các bác ạ. Clip tối ngày hôm nay em sẽ test một đôi loa Classic Pro. Em đã có hai đôi, hiện tại em đang test một đôi ha. Đó là dòng Classic Pro hàng hiệu của Mỹ này, xuất thị trường Nhật, bass 30 và một loa chép kèn nằm ở bên trên ha, cũng là hai lốt tông hơi nằm ở hai bên này. Đó, đây là bass 30 chuyên hát karaoke cũng như là đánh DJ, đánh nhạc DJ hoặc là những dòng nhạc hát karaoke dần mạnh rất là tốt luôn này. Đó, chuyên hát karaoke ha, cho phòng 30 mét vuông, đánh rất là nét luôn. Thùng bằng mũ quý vị ha, đó thùng bằng mũ này, đó thùng bằng mũ hoặc là thùng bằng gỗ gì, mỗi loại chất liệu nó đều có một cái hay riêng ha, chứ không phải là thùng bằng mũ nó dở hơn thùng gỗ, cái đấy không phải đâu bạn. Đó, thùng bằng mũ nó có cái hay riêng và thùng bằng gỗ nó sẽ có cái hay riêng. Đó, thùng mỗi thùng nó có một cái hay riêng do khác nhau, nên như là cái thùng bằng mũ này là bằng mũ loại chất lượng tốt và nó là mũ ABS loại cao cấp ha, chuyên dùng cho ngành âm thanh, ngành âm nhạc đấy, chuyên chuyên để giống như là nó bằng cái chất liệu để dành cho các kỹ sư họ thiết kế cho cái thùng của mình, nó làm cho âm thanh nó hay hơn ha, giống như là nó sống động hơn này, chứ nó không có dở như là những cái thùng mũ của Việt Nam đâu. Đó, thùng mũ này công suất là 600W cho một loa, là một cặp là 1.200W ha, đánh rất là nét luôn. Em có hai cặp và ngày sau đây em sẽ test cho anh em nghe một đoạn nhạc DJ này, nhạc test loa ha, nhưng còn là đánh khá là nét, đánh bass bạo lực luôn. Rất là uy lực ha. Em vừa test xong một đoạn nhạc DJ ha, nó đánh giá man luôn, so với chất âm là nó có thể so sánh với lại những dòng JBL Bass 30, đó thậm chí là Bass 30 Bass không mạnh bằng cái con này đâu. JBL Bass 30 nó chỉ là chuyên về tiếng lời ca, tiếng mid thôi, còn Bass nó thua hàng này xa. Đó, đánh rất là uy lực ha, so với JBL nó đánh Bass mạnh hơn và chủ đoàn tốt hơn là JBL. Lân quanh giá tầm khoảng 12 triệu là khó có cặp loa nào mà so với lại cái cặp loa Classic Pro này quý vị ha. Nó thùng bằng mũ này, dễ vệ sinh và nhìn nó đỡ dơ. Đó, giá 12 triệu đồng ha, một cặp loa rất là xứng đáng đồng tiền trong tầm giá này, vừa hát karaoke và vừa cái nhạc mạnh luôn. Đó, và mọi chi tiết liên hệ cho em qua số điện thoại 0966
812 781 em ship vào Hàn Quốc ha. Và em xin cảm ơn, xin kính chào tạm biệt ạ.